Tôi thật sự xin lỗi chị. Tôi không nghĩ cậu là một loại người sống vô trách nhiệm như vậy. Ôi, chết rồi. Mọi người đang xem gì đó? Dạ, tai nạn giao thông ở đường cao tốc đâu? Quận 2 ạ. Ở quận 2. Có chuyện gì mà mọi người xin thẳng thế? Anh Chi đi phỏng vấn bằng xe máy bên quận 2, đường cao tốc đó đó. Anh ơi, cho tôi hỏi, cô gái gặp tai nạn ở đây đâu rồi anh? Cô ấy có sao không? Nam Phong. Trớ trêu là ngay cả khi đã tìm ra cơ hội để nói ra sự thật thì chúng ta lại tình cờ biết được những sự thật khác, khiến chúng ta tổn thương hơn cả những lời nói dối. Hà Linh.